Hello cả nhà nha. Hiện tại mình đang ở trên đường Ký Con, mình đang hướng về Hầm Thủ Thiêm. Ở đây thì có nhiều bạn hỏi là thắc mắc là ồ từ đây Ký Con mình ra xuống Hầm Thủ Thiêm được không? Được, vô tư chứ. Đúng không? Đó. Thấy không? Thấy xe người ta đi xuống không? Các bạn thấy chưa? Thì có nhiều bạn hỏi thì cũng thắc mắc với hỏi. Hỏi thì mình sẽ biết, mình sẽ trả lời cho các bạn. Đó. Thì có nhiều anh em cũng hỏi nhiều mình về mình lắm, nhiều khi mình phải coi kỹ lại, có nhiều khi những cái con đường mình chưa có qua mình không dám trả lời các bạn, chứ không phải là mình biết hết được nha các bạn, thông cảm cho mình. Giờ xuống dưới hầm là tốc độ tối đa là 60, rồi mở đèn rồi, không dặn lên chứ, đang mở đèn rồi tối đi. Đi nãy giờ qua đến rước luôn là đã tối giờ, đã mở đèn rồi. Có nó nãy là mình tắt thấy không? Rồi, ok mọi người, nãy sáng sớm hay là cho mọi sáng thì giờ mình đi ha. Lâu lâu còn dư âm đang ngủ nướng. Từ từ nha, từ từ 60. Ở dưới hầm nào đều có máy bắn hết. Thấy không? Đầu hầm và trên hầm luôn. Thì cái hút của mình bây giờ nó đang bị nó đang bị đờ co, bạn không biết nó bị hư cái nào mình không biết nữa, nhiều khi mình bấm tùm lum tùm la mình chưa chỉnh, nó cũng không có thời gian để chỉnh luôn. Thôi mình sẽ dẹp cái đó, mình sẽ giới thiệu cho một các bạn một cái lại mới nữa là lại cảnh báo tốc độ để không được đánh giá cũng được view sao nhiều trên cái mạng App Store hoặc là Android, hay là đó các bạn tải về trên mình chơi xe play mình tải về ở giới hạn tốc độ thì nó cũng hay lắm. Chút xíu mình sẽ quay cho các bạn coi ha. Rồi đang sớm mà anh em mình đi hai mày bắn ở trên đầu nữa nè, nó chưa hết đâu. Thì các bạn nào mà chế độ mà tự động thì nếu mà ban ngày thì các bạn nhớ lưu ý nha, nhiều khi sáng quá nó cũng không mở thì các bạn phải chăm chút vô nhìn vô em nó để mở. Bạn Đức này thì đã có lái rồi, nhìn là biết liền à, vô là biết. Hôm nay là đi đường dài với mình để có trao dồi thêm kỹ năng gọi là đường đèo, mà vừa lên gần xuống biển rồi Đức Anh chuyển vô làng vô trong luôn nha. Tại cái hai làng bên kia là để quay đầu quay trái rồi. Đem lên vừa luôn ha, đã chỉnh ha. Hình như hơi sát á. Vừa đúng rồi. Chân hơi sát đúng không? Chân đụng, đồ gói muốn đụng rồi. Cái vừa cái tay nhưng mà cái chân mình hơi sát. Mình là chỉnh cái lưng được. Mình chỉnh cái lưng được. Mình chút xíu thầy chỉ cho. Chút xíu chân đèn đỏ thầy chỉ. Chỉ cần kéo ra phía sau một nấc thôi, rồi chỉnh cái lưng lên một nấc vậy thôi là ổn rồi. Let's go. Đợt vừa rồi mình mới đi Nha Trang, Đà Lạt kèm cho hai bạn đó đã lái đi với mình rồi. Còn cái vấn đề đề cập mà vấn đề mà cán mạch xương cá để quay đầu á, đã mình đã nói rất nhiều luôn, vấn đề này mình đã làm rất nhiều rồi. Mạch xương cá bây giờ bên đây người ta cũng đang xóa dần dần luôn các bạn, đâu mà tốt thôi vậy. Thì các bạn cứ mình nói hai khái niệm theo mình đi, hoặc là theo những anh em tài xế cũ lâu năm thì vẫn cán vạch xương cá để quay trái quay đầu bình thường, đó là vạch kinh hóa giao thông thôi, để báo hiệu cho mình biết ở trước có lối rẽ để mình đi. Còn riêng bạn nào sợ thì các bạn cứ chạy vô đây, mà các bạn muốn chạy vô đây các bạn phải đợi hết bên đây đi hết rồi xong các bạn mới chen vô trong, xong các bạn mới chuyển ngay trái, thì lúc đó mật độ giao thông nó sẽ đông, nó sẽ gọi là
đã gây ảnh hưởng rất nhiều, gây ảnh hưởng rất nhiều, nó không có logic ha. Thì lúc này mình cán quẹo trái bình thường. Còn các bạn muốn đi thẳng thì các bạn né vạch xương cá để các bạn đi thẳng. Rồi, vậy thôi. Mình sẽ nói hai khái niệm. Có nhiều bạn sẽ mới học luật Senaga rồi cũng nói luật, thì mình nói vừa hai khái niệm. Bây giờ mình rút kinh nghiệm hết này, mình sẽ nói hai khái niệm. Có nhiều bạn hỏi thắc mắc rất nhiều. Mình cũng nói là có vạch cán được, có vạch cán không được. Thì sau này các bạn rành đi, các bạn sẽ đi nhiều đi, các bạn sẽ hiểu được vấn đề đó. Không ai mà rảnh đâu mà phải đợi hết nguyên một hàng xe ở đây, mà trong khi đó đèn mà quay đầu đang màu xanh. Thay vì các bạn cán bình xương cá, các bạn đến đó quay đầu. Các bạn nhiều hỏi, có nhiều bạn nói là bị phạt ở đó. Mạnh dạn xin biên bản, mà biên bản phải ghi rõ ràng là tôi cán bình xương cá để tôi quẹo trái, chứ không phải là cán bình xương cá. Các bạn ghi biên bản là các bạn cán bình xương cá là tôi cũng không tin. Đó, thấy không? Bây giờ anh em nào đi thẳng thì anh em cứ chuyển làn vô trong để mình đi thẳng thôi. Còn riêng anh em nào mà quay đầu thì anh em cứ cán bình xương cá để quay đầu. Còn nếu mà vắng thì anh em cứ chạy vô đây xong có anh chỉm ra. Còn nếu mà đông quá thì anh em cứ cán bình thường. Thì có vấn đề đây, các bạn nào sợ các bạn đừng có cán. Còn riêng tôi được chạy suốt, và nhiều anh em ta chạy dịch vụ hay taxi gì cũng chạy bình thường. Nói nôm na là luật là vậy, nhưng mà tình huống giao thông thì lại khác. Các bạn hiểu vấn đề không? Có nhiều bạn sẽ thắc mắc. Lấy giờ vô xe khách của người ta, nó chạy vô, ta tấp vô lề, ta bỏ khách xuống hoặc ta bỏ đồ đạc xuống, thì vô tình là đầu đường nó nhỏ quá, cái bạch liền. Lấy giờ hoặc là xe bị van, thì các bạn đợi xe bị van xong, các bạn đợi xe khách bỏ khách xuống hết rồi các bạn mới đi hả? Đợi sợ cán bạch đó cũng không được, theo cái logic thôi. Có chướng ngại vật ở trong đầu lại thì các bạn mở xe nhanh trái, các bạn cứ đè bạch các bạn đi nha. Vậy mình nói hai khái niệm, các bạn nào sợ các bạn đừng làm. Dạ, chuyển vô chắc. Sáng sớm này đông ha, từ từ có xe không. Rồi đi. Những cái cung đường mà càng đông lượng xe như vậy thì các bạn có thể chuyển vô làn ổng hợp các bạn đi. Một chút xíu mình sẽ chỉ cho bạn này đi vô làn ổng hợp để mình đi phía trong. Mật độ đây đông nha. Mật độ đông thì mình chuyển, còn nếu không đông thì các bạn cứ đi bình thường. Cứ đi bình thường. Rồi đạp ga lên, mình được 80. Tới được 60. 60 là của xe tải và xe công. Cái hốp bê nhiều khi để nóng quá các bạn, để nóng quá nó hư. Đây các bạn, đây là cái chế độ mình muốn cho nó chậm thì mình muốn tăng thì bấm bên đây, muốn giảm thì bấm bên đây. Bấm giảm, dù ở đây là mình cho phép được 80 đô. Thí dụ đi, mình để 60 đi, chút xíu bạn này chạy lên thử 80 coi nó báo như thế nào ha. Nó đây cảnh báo thôi. Thì các bạn nào có cái điện thoại nào mà nó bỏ các bạn không sử dụng thì bạn có thể làm cái này cũng được. Nếu mà bạn không có sử dụng webmap, mà đa số mấy bạn lấy cứng thì đâu có sử dụng 360 hay là việc map gì đâu, thấy không? Nhưng có cái thì mình giới thiệu một cái cho các bạn tiện ích. Nó cũng giống, gần giống như cái trong kia luôn các bạn. Nó sử dụng GPS.
nó giống giống đường đường nhau. Chưa có cơ hội để đi qua hơn. Chút xíu các bạn cho thấy ha. Trong những vị khách đó, còn mình đi thẳng lên đó. Rồi mở xe nhanh phải qua luôn đó, đi xéo xéo vô trong chút lên cho đủ. Còn lại bên trái để quay đầu. Đi về nhà. Đi về nhà à, bạn này ở Phú Mỹ cũng bắt xe lên ngay chỗ trạm Hoa Mai. Nhớ mới đi Hoa Mai xong nhiều khi được ảnh hưởng qua đạp dữ nha. Hoa Mai chạy dữ không? Đúng phê luôn không? Là đi tiếp. Đây cái bị gầm zin đó mà trời mưa xuống không thấy đường đi nào sẽ như vậy. Bị gầm á zin á, bị có mấy chế độ cho tự cho một chế độ hả? À zin mà nó có đèn bi, đèn gầm hay là đèn bi luôn? Đèn gầm, đèn gầm thôi chứ đâu bi. Bi gầm zin zin đúng không? Phải có chế độ ba màu á, mở sẽ nhìn phải luôn. Để cứ lại lại dần dần ngó trước là được. Cái chậm chậm lại con xe tải. Thế từ nhà khúc này là hơi bị hẹp á, đi theo xe khách á. Đúng rồi. Cái khúc này dễ bị lộn lắm, có nhiều người bị đi lộn rất nhiều. Nó có hai cung đường vô, một vô đây cũng được, hai lên kia. Mở xe nhanh đúng, vẫn mở xe nhanh đúng. Có nhiều ô tô là đi thẳng lên trên đây. Hồi nãy á, mới đi thẳng lên nó có cấm ô tô, tại vì phải chuyển qua hướng bên kia để đi đoạn đó, bắt quá trời xe luôn. Ôi ôi, sáng sớm anh làm sớm rồi. Mở xe nhanh chạy dần dần quá. Hồi nãy cái mình từ từ nha. Hồi nãy mình đi chung với xe này nè. À, còn nếu mà các bạn qua bên trái, các bạn đi mà lên trên đó, các bạn đi lên trên kia nữa thì không sao. Còn các bạn mà từ đi cái hướng của mình nhập vô cao tốc mà các bạn đi thẳng lên là bị bắt liền. À, khu vực này là bị dính hoài mấy cái đó. Rất được. Còn phía bên tay trái các bạn nó có cấm khung giờ quay đầu nha. Mình vẫn thấy anh em quay đầu tùm lum tùm la bên đó. Bên đây là đó thấy không? Còn bên đây có cái bảng nữa nè. Ở đây nó thông báo cho mình biết luôn tốc độ tối đa ở khu vực này luôn. Các bạn thấy không? Đó, nó thông báo tự động nhảy luôn. Nãy mình đợi co là mình để là có 60 thôi, bây giờ lên 80 luôn. Rồi mình giảm thử coi. Đó. Nó tự nó nhảy nha các bạn. Cũng hay lắm. Mình mới xài thôi. Để mình coi cái cam lượng nó như thế nào. Đó. Bây
giờ mình bấm sắp hơn chút xíu nữa nè. Rồi chạy đi. Nay lượng xe đông quá, không có cơ hội đi vượt qua tốc độ quá. Xe đông quá không có cơ hội đi nhanh. Để mình bấm cái này xuống cái. Báo hơi vàng thôi, còn báo đỏ là lố, chắc lố được 64 thì nó báo vàng, còn lên 65 nó sẽ báo gọi là báo tít tít luôn. Vậy là tốn thêm cái điện thoại vậy. Đây là tốc độ mình đang đi. Xe mình đang chạy, đây là tốc độ mình được, mình để 60 nha, thử á. Đây bạn, nó báo vàng mà, phải không? 64 nữa không? Lên 65 là đỏ, thấy không? Bây giờ nó giống như là cho phép mình chạy được lố chỉ có 64 luôn, nó báo vàng. Đó, nó báo vàng đó, không? Nó hay không? Rồi lên 65 đúng luôn là đủ phạt nè. Rồi là nó thấy chưa? Giờ báo thức rồi mình tăng lên 70. Thấy không? Nó mới 120 luôn, từ 70. Này nó cũng hay đó bạn. Đây 120. Bây giờ thử mình đi chậm này. 90 đi, 80 đi. Đó, thấy nó báo vàng không? Thì đó các bạn đặt nha. Hồi nãy vừa qua cái bảng 120 là nó hiện lên 120 luôn. Các bạn hay không? Cho nó tự động, nó cài đặt ra thôi. Nó tự động nhảy luôn. Dạ, chậm. Chuyện với chồng. Chậm xe đang ra. Chuyện chồng luôn. Cũng hay lắm. Mình chạy quãng đường 7 km, mình đang tốc độ có luôn control luôn nè bạn, có control luôn nè, ghê chưa. Mình chưa khám phá hết nha bạn, mình chưa khám phá hết cả nhà. Nó nhiều, nó cái nhiều hay lắm. Còn cái kia tôi chắc đi dục luôn quá. Bạn nào mua M7 coi chân. Mình xài, mình đánh. Đợt trước mình xài con kia là mình cũng tặng rồi, mình tặng cho một bạn rồi. Rồi con này thì mình xài, đợt này mình cũng mua lâu rồi, không biết được bao nhiêu tháng không để ý nữa. Chung mà sau đợt này nó hơi bị cái giật giật. Thấy hay không? Nó giảm luôn, mà nó báo luôn, mới giờ giọng nói luôn. Tốc độ tối đa 80 km/h. Dữ chưa, nay 80 vừa mới qua luôn, giờ đến 60 nè, coi nó nhảy nè. Đó, thấy chưa nè, chậm lại nè, đó, thấy 60 không? Tốc độ tối đa 60 km/h. Ok, cảm ơn baby. Các bạn thấy không? Các bạn lố. Khi các bạn chạy lên, các bạn thấy nó hiển thị màu cam là các bạn giảm, còn nó báo tít là các bạn giảm.
là được. Rồi thì đầu tiên các bạn muốn lên cao tốc á, thì các bạn nhớ giùm mình, các bạn phải kiểm tra kỹ thuật xe trước khi một đi một cái chuyến xa. Và thứ hai các bạn phải coi là cầu đường các bạn đã nạp vô chưa, à rồi nhiên liệu đã ổn chưa, chút xíu mình đổ nhiên liệu nha. Đó, xong chút xíu nên từ xong mình lên thấy không, cũng thấy sai nha, ở đây đường chậm. Này chụp chiếu nó có ngày bạn chậm nó có báo không? Báo nữa, lầu kề quá đẹp nữa. Trời, thấy đó, thấy không? Cái bảng chậm các bạn. Tốc độ tối đa 100 km/h. Trời ơi, ngon lành luôn, thấy đã không? Phi hàng phi nha, chưa biết có quảng cáo không? Tôi thấy là ok ổn mà đó. Rồi các bạn hỏi là cái app gì đúng không? Nào, đâu chút xíu đi. Cả nhà nhớ cho mình một like, đăng ký kênh đây bật chuông thông báo để đón xem những video clip mới. Thì mà có nào hay ho mình sẽ đăng lên cho các bạn. Và đặc biệt cái món này ngon à. À trời ơi, từ khi cái hút M7 tôi bị hư tôi mới kiếm được cái này một. Rồi giảm lại cái cho xe tải nó qua. Rồi ra lên xe tải không có hàng chạy dữ lắm. Đó. Để chút xíu hết qua cái cầu này nó có báo 120 không? Báo 120 nữa là ok luôn. Mở trước, mở xi nhan trước, cho tao qua trước rồi mình bóc sau. Đúng rồi, cho anh ta qua trước. Rồi mình vô, từ vô đúng rồi, thằng kia nó chen là liền đó. Mình mở xin trước á, thằng này sao nó cũng muốn chen qua. Qua cái cầu luôn nha bạn. Nói chung là một cái app này rất hữu dụng luôn á. Nếu mà các bạn mà không có kinh tế, các bạn mua Việt Map hay là cái kia thì các bạn có thể sử dụng cái này. Mà sử dụng cái này các bạn phải thêm một cái điện thoại nữa. Không, nhưng mà cái điện thoại rẻ lắm, các bạn mua cái điện thoại mấy trăm nghìn, mấy trăm thôi cũng có nha. Android thôi, các bạn có thể tải cái này các bạn làm được sơ cua một cái máy dự phòng cũng được nữa các bạn. À, một cái máy dự phòng, một cái máy nó giờ rẻ lắm, có máy Android có mấy trăm ngàn thôi, mua cũ lại miễn sao pin nó còn là các bạn sử dụng ok. Có thể tốn thêm cái không biết có phải tốn 3G, chắc không tốn 3G đâu, tốn 3GPS. GPS là 3G mới chạy được chứ. Không có GPS đâu cần 3G. Tốc độ tối đa 120 km/h. Đây để mình còn nghiên cứu thêm nha, để các bạn mình có bạn nào biết thì cái nghiên cứu mấy cái này. Nên mình không có thời gian nghiên cứu, mình mới gắn cho lên liền luôn á, mới tải hôm qua luôn á, cũng hay. Rồi cả nhà mai đi Vũng Tàu thì các bạn có những cái biển báo hướng dẫn cho các bạn thì các bạn nhớ chuyển làn vô đây nha. À, thấy không, những các bạn biển báo bự màu xanh lá cây là biển báo nó sẽ quan sát các bạn dễ đọc hơn là biển báo màu xanh dương đậm. Nên có nhiều bạn thắc mắc, ủa thầy ơi, anh ơi, ủa sao trên cao tốc là biển báo màu xanh, ba hồi màu xanh dương đậm, ba hồi màu xanh lá cây. À, các bạn thấy không, trên cao tốc đa số là màu xanh dương thì ít, màu xanh lá cây thì nhiều, dưới biển màu vàng, rồi chuyển làn. Còn mình đi hướng tiếp tục, mình đi ra hướng Nha Trang nha các bạn ha. Thì các bạn nhớ kiểm tra, hồi nãy mình có nói rồi, thì chút xíu nữa mình sẽ ghé chạm dừng chân của Dầu Dây để mình nghỉ ngơi, mình sẽ đổ nhiên liệu cũng
còn ít. Đây các bạn nhớ coi đó, coi hết clip nha, mình mới quay cái app cho các bạn nha. Các bạn mà coi dần chừng mà mình không quay đâu nha. Nhớ coi hết hết clip cho mình nha, chỗ này nó hay lắm á. À, nhưng mà biển mới gắn thì nó không báo đâu nha, giảm lại nha, đừng ý ý. Biển mới là nó không báo đâu. Kè đỏ kìa, giảm kìa, 100 kìa. 100 nó sẽ có 80 đúng không, gà thằng lên bờ. Rồi 80 nó có xe 60 à, nó không báo nha các bạn. Đó, giảm trước mặt bạn đúng rồi ha. Thì việc map nó cũng không báo đâu. Sao cập nhật hết được? Em lấy so sánh thì em có việc map. Việc map không có, ở đây việc map nó không báo. Em có việc. Mình bật mí thêm nữa nha, mình mới tìm hiểu thôi là có tích hợp cái này vô bản đồ luôn, bản đồ của Google Map luôn. Cả nhà tìm hiểu, cả nhà nếu mà ai tải coi cái clip này tải về xong các bạn tìm hiểu thêm nha. À, mà nếu mà bạn Google Map mà nó có mà cảnh báo tốc độ nữa là thôi thôi, là ông Việt Map ông tới công chuyện rồi. Chậm lại chốt, chưa hết, chưa hết. Nó cho mình hiển thị trên các ứng dụng khác luôn các bạn. Đó, mình thử coi. Đó, nó cho hiển thị trên các ứng dụng khác luôn. À, có thể là chạy song song với Google Map luôn. À, các bạn thấy không? Cài đặt như là nhiều thứ lắm. Ký luôn, nó có nhật ký luôn các bạn, đầy đủ hết. Bây giờ mình sẽ vô chạm dừng chân ha. Thì các bạn lưu ý nha, cái bạn quãng đường xa các bạn nếu mà đi ngã ba Dầu Dây thì các bạn không cần phải dừng chân ở đây. Ở trên đây đồ ăn nó mắc lắm. Đó, nhưng mà đây nó dừng chân cà phê ngon. Còn nếu mà trường hợp các bạn đó, tốc độ tối đa 60 km/h. Hay chưa? Đó, các bạn nhớ follow mình nha, nhớ cho đăng ký kênh nha, để mình chút xíu các bạn coi hết clip mình sẽ có cái app này nha, cũng hay lắm. Trời ơi, thì do kiểm tra xe bơm lớp hay lớp yếu non thì gì đó các bạn bơm rồi trước đầu công mình quẹo phải, từ từ coi xe sao, mình cứ lại lại vô đi, rồi xe công ra cả, giảm lại nhường công rồi anh không nhường mình luôn. Xe cách nó nhường. Rồi quẹo vô trước cái đầu xe
bên đây mình sẽ quẹo trái mình về, thấy không? Đó, lên trên lên trên lên trên quẹo trái luôn, mình tập nhé. Em yếu lắm, yếu dễ lắm, thầy chỉ cho. Chướng ngại vật, chướng ngại vật là gì? À, các bạn vô như như xe đi, thấy không? Tốc độ tối đa 50 km/h. Rồi coi bên trái chỗ nào trống, đi lên nữa. À, chỗ nào trống, ví dụ nhà xe nằm bên trái đúng không? Thì mình sẽ lên trên cái chướng ngại vật. Từ từ thôi. Hy vọng lại có đẹp đó, chứ Innova đúng nhá. Đó là chướng ngại vật. Rồi vai mình qua chướng ngại vật chút xíu là cái đầu đèn, cái đèn á qua chút xíu. Rồi đánh hết lái lên luôn, hết lái luôn. Rồi từ từ quan sát, ngó bên trái. Thấy cái đầu đèn trong cái kiến chiếu hậu mình chưa? Thấy chưa? Yeah. Rồi, hơi cao nha. Cái đó anh thấy vừa hơi cao. Cái trên à. Rồi, hết lái vô đi, rồi thầy chỉ. Rồi. Ok. Nói chung là nó là một cái vách tường hay nó cái cục điện hay là có một cái cây gì đó, nhớ quan sát hai bên luôn. Rồi vô tiếp. Thấy nó hẹp thì trả lái là bớt, còn nó hẹp thì vô. Hẹp không? Không mà vô. Nhưng mà để ý cái ở dưới đường nè, nhìn về đi, ông đó ông đậu hơi bị lố rồi nè, ông đậu nè, thấy chưa, thấy đậu không, cái quan trọng mới đậu nè. Mình vô được không? Vô dưới qua xe khách này, thấy rõ ràng không? Các bạn thấy người ta đậu không? Ừ, chờ chút xíu lên xe khách. Ừ, đúng rồi, lên tập mà, thấy không? Đây là cái chướng ngại vật. Rồi đánh hết lái lên. Đúng rồi. Nhớ quan sát bên đây có cái xe nào lên không nha. Rồi. Quan sát kiến hậu. Rồi thấy đầu chưa? Chưa. Ừ, thấy thấy rồi. Em chưa thấy. Bây giờ mới thấy. Thấy cái đèn thôi, cái đầu đèn, đầu thấy cái rồi, thấy cái đèn, thấy cái đèn mà ngay đầu tiên của mình á. Nè, thấy cái đèn này nè. Cái đèn này hả? Đúng rồi, là chướng ngại vật của mình á, chứ không phải là đấy hết luôn cái đầu. Cái đèn bên kia. Không, bậy rồi. Cái đèn này mình vô nè, cái đường mình vô nè, đúng không? Yeah. Mình lên cao quá chút nó hẹp. Rồi. Về vô. Rồi, thấy không? Nó hẹp không? Lùi thử rồi, hẹp không? Hẹp không? Hẹp thì trả lại thẳng lại nữa, thêm vòng nữa. Trả lại thẳng đi. Rồi lùi xuống. Rồi chưa? Rồi móc hết lái vô. Đó, tốt. Rồi quan sát tiếp tục nữa. Đụng. Đó, coi nó vướng không? Không vướng thì tiếp tục. Đó, bên đây không vướng luôn không? Rồi. Tại ông trắng ông đậu thấy ghét quá, nãy mình đậu cái đó sao mình vô. Rồi hẹp không? Hẹp trả lái là tiếp, trả lái tiếp. Em làm sao em ve làm sao mà em phải cách cái xe của người ta hơn nửa mét. Hiểu không? Trả lại. Hẹp trái thì trả lái thẳng lui, lui xuống. Ừ, đúng rồi, lui nữa. Lui nữa. Nữa. Đúng rồi, móc nhẹ. Hết lái qua luôn. Đúng. Nữa. Tiếp tục. Rồi trả lại thẳng lại. Mình đậu ngay đây. Ông ha. Ừ, nghiêng qua đây chút. Rồi giật tiếng lên chút để hơi lớn của người ta. Tiếng nhẹ lên chút. Rồi ok. Trả lại chính là cái thánh tay. Rồi vào nghỉ ngơi các bạn ơi. Ha. Mình sẽ nghỉ ngơi chút xíu, mình sẽ chiến đấu tiếp và đặc biệt đổ nhiên liệu, tắt đèn luôn. À. Nhớ chưa? Phải thấy cái chướng ngại vật. Nhớ chướng ngại vật là nó cái cột hay là cái vách tường hay là nó một cái thùng rác, chứ không phải là thấy nguyên cái đầu bên kia là sai rồi. Cái đầu ngay chỗ gần nhà nhất nha. Rồi, bye bye cả nhà nha. Ôi quên, từ từ. Đây, cho các bạn coi nè. Đây, các bạn thấy app gì không? Thấy app gì chưa? Các bạn vô tốc độ giới hạn. Rồi mình sẽ vô cái cửa hàng này. Các bạn bấm vô. À, tốc độ giới hạn. Đó các bạn thấy chưa? Đó mình đã cài đặt rồi nè nha. Rồi bây giờ mình sẽ coi các bạn nè. Đó coi lượt view luôn nha. 4.6 sao luôn. Ok ổn. Rồi các bạn nhớ nha, tốc độ giới hạn nha, ổn lắm nha mọi người. Rồi bye bye cả nhà.